Xin kính chào tất cả quý con của tất cả các bạn nha. Hôm nay lên nhà của anh Tấn nữa các bạn ơi. Hôm bữa ban đêm không có quay được cái hồ lắng. Đây, bồn lọc đá sỏi của anh này. Nghĩa là trong này ông để đá những cái đá với cái gì trong đây anh Tấn, cái bồn lọc là anh để gì giống vậy? Cái bồn sỏi cát đá. Sỏi cát đá hả? Ừ. Nó cũng rồng dữ đó Tấn. Dạ. Dạ. Anh để ngoài nắng ngoài trời. Dạ, đây ngoài nắng. Anh tới hai hồ lắm để anh thay phiên anh sử dụng. Này là anh chơi hồ xi măng luôn. Nè anh đăng rồi. Xây lên. Dạ. Dũng chạy xuống. Dạ. Dạ chạy xuống. Bây giờ giống lên giá này hả? Dạ nó như năm nay giá nó hơi cao chứ ơi, tại vì do thời tiết. Dạ. Dạ. Cái bữa nay anh cho anh được 600 gram hả? 500 gram. Ừ. 500 gram là chữ kia ha. Dạ. 500 gram quá trời chứ. Dạ. Để xuống dinh dưỡng thì ta cũng giới thiệu xuống với sữa dinh dưỡng. À dạ hôm bữa anh Tấn có chỉ con chú xuống mà tại vì con này con hết giống rồi chú ơi. Dạ tại năm nay làm nó cũng không được nhiều. Thời tiết năm nay nó cũng bất lợi. Mang chi quá. Dạ. Anh mua cái thao lớn lớn anh trộn cho nó dễ. Có thao. Dạ bữa xuống đi tặng cho cái thao kìa. Có lý rồi ta. Thao Omo. Vitamin C. Dạ. Trộn là nhiều dữ vậy đó hả? Cái này giống ăn độn quá vậy. Tức ăn hết mà mang xe dinh dưỡng nhiều quá. Này kích thích cho nó lớn là mau đấy. Bây giờ con lươn ánh ăn nó mạnh hơn lươn bình thường. Kích thích cho nó mau nó lớn là lấy. Mới quay lần đầu tiên cái bà con ta thắc mắc ta vô hỏi bao nhiêu ngàn con mà ăn nhiều dữ vậy. Cái này cái gì? 2-3 hộ đó mà được nhiêu đó. Dạ, không mà cứ sáng mà có mấy ngàn con mà nó ăn nhiều rồi là cũng tốt rồi chứ. Hôm nay là ăn 1 ly nha các bạn. Này 100 euro, hôm nay anh đang sử dụng của Tomboy. Cái kho của anh này, dinh dưỡng sử dụng quá chừng luôn. Rồi, thì anh ơi, thao tác trộn. Rồi mình trộn khoảng cái 4-5 phút mình nó rang nha các bạn. Giờ mình đổ, nó đỏ luôn. Rồi, mình rang nha các bạn. Này, bữa ban đêm mà quay nó không rõ. Thế đó là bữa nay qua ngày mình lên mình làm lại. Có đèn không? Trước khi trang có tác động gì không? Có tác động không? Chứ có này là một hồ là chia làm hai phải không? Ừ, là bên 2.000. Dạ. Bên được 2.000 con. Bốn rưỡi phải không? Ừ. Hồ này chắc 2.500. Cái này anh nuôi mấy tháng này? 2 tháng, 2 tháng chắc 2-3 ngày. Trộn giống như cái tù cơm vậy. 2 tháng 20 ngày hả? Ừ. Vậy là 2 tháng 2 ngày hả? Ừ. Coi như cũng khoảng 2 tháng đi. Bữa nay mình với nhiêu vậy? Em đâu có biết ngày âm lịch như là như bữa nay à, mùng 1 rồi. Mùng 1, mùng 2. Vậy là 5 ngày. 2 dạ. Tháng 5 ngày chính xác luôn. Trước khi ăn mình quậy cho nó là tạt nước cho nó biết cái địa thời điểm như là ăn cho nó đều nha các bạn. 2 tháng 5 ngày. Lượng mùng 1 ha. Chiếu rồi. Dạ. Nó lên nó tập. Đúng rồi, mình trang từ từ đi để có gãy một lần nhiều quá. Không gãy nhiều. Dạ. Giống như tăng dạ vậy đó. Dạ gì em chia sẻ nó dạy. Cao cao tiêu. Đó thủ. Em đi học hỏi nó dạ nha. Chứ mà có thầy gì đâu chứ. Trời ơi thầy bài vậy nên anh em chia sẻ nhau với mình làm thôi. Này cũng nguy quá ha. Này lên mẫu này nhiêu anh ta? Cái này có khoảng có 80 con, 90 con tí luôn. Được không? Được, có lý là trong kia bộ nhiều hơn anh kia ăn mạnh hơn ha. Ừ, chưa xíu một lần. Ừ. Ngồi lấy cái chỗ kìa, quạt không xíu. Cái này nữa anh dọn dẹp này trống, mình làm cái đường đi trong này nè. Đúng rồi. Tới luôn mình cho anh dễ. Cho dễ. Ừ. Đây nữa em chưa mời. Trời, đi làm suốt đâu, thời gian đâu gánh. Dạ. Vậy đi làm mình vừa chăm hai cái bầy này. Trời, vừa chăm luôn á. Mẹ bác thay nước giùm. Dạ. Thay nước cho ăn giống như là chăm hai đứa nít vậy ha. Cái gì chứ cũng tối ngày á. Quay quay lại tới giờ thay nước ngày thay mấy cử, 4 cử lần hả? 3 cử. 3 cử hả? Cái này là trùng quế, anh cho là trùng quế dịch không hả? Chứ không phải trùng quế bông nhiễm không? Dạ. Nhỏ là trùng quế bông nhiễm. Cái làm bún luôn à. Cái này là bữa sang ra có lựa không á, là xúc ngẫu nhiên chia làm hai luôn. Chia làm hai luôn á anh ta. Chia hai luôn hả? Vì nó cũng đều đẹp quá nè anh Tính.
Đẹp không? Đẹp. Mình lưu này khỏi lựa luôn ha. Đâu lựa luôn, không lựa luôn á. Dạ, giờ dạ, cái giai đoạn nhỏ anh cho ăn trùm quế thời gian ban đầu á. Ừ, em đang cho nhiều lắm đó nha. Trùm quế không đó. Cái đầu đang cho ăn trùm quế không. Bởi vì giai đoạn quế nhỏ cũng đó, ngày nào cũng ăn hết trơn á. Dạ. Như bắt giống thì có mẫu 500 con rồi con nên cho ăn cái giai đoạn đầu khoảng cân tuần đến 10 ngày trùm quế bà con. Cả chục ngày luôn á. Dạ. Trùm quế. Ăn càng nhiều thì nó con lương nó vượt cái thứ mẫu khoảng 300 con ký hay tập cái nhân viên. Về thì nó đều hơn. Tỷ lệ phân đàn nó sẽ ít lại. Ít có lọt sọt mình nuôi nó sẽ hiệu quả hơn. Còn mình tập thức ăn sớm quá thì như em chia sẻ với video trước thì nó hệ tiêu hóa nó còn yếu. Do đó là một số con nó chưa bắt mồi được thì những con đó nó sẽ si luôn, nó không bắt mồi được. Điều bon ha, nó cũng điều cũng điều. Lương anh cũng đẹp rồi, nó không lựa mà gì thôi, được rồi. Cái lựa đâu lựa. Mới mà, cái lựa đâu lựa. Không là lựa thời gian sợ động đó anh ta. Dạ. Trời. Sao thay nước là lương nó cũng khỏe bình thường ha. Ừ. Cứ đọ tạo tác động cho lương cho nó khỏe. Ừ. Đừng có dở dây ra. Dạ. Đập giống anh gì đó. À, cứ đập cho lương nó vận động đi cho nó quen. Nếu mình phân cỡ rồi mình lựa nó dễ. Trong kia nó lên nó thấy rõ hơn ha. Thấy hết con lương luôn. Thấy nó đều hơn. Mình điệu sàn ra nha. Giờ 4 tiền dây rồi hả? 4 tiền. Ngày anh chăng mấy cử? 2 cử. Dạ. 2 ngày, ngày thứ 3 cho ăn 3 cử. Ủa gì ngày thứ 3 người ta cắt cử mà anh cho ăn thêm tăng liền liều nữa hả? Tăng liền liều. Chơi gì ngược hơn người ta vậy? Này quý quý gì không? Chứ mình cho ăn 3 ngày liên tục anh ngưng cử đi. Đừng có đừng thúc nhiều quá. Dạ, anh ngưng cử sáng đi. Cử sáng nha. Dạ. Đâu biết đâu cử nó ăn nhiều quá. Hoặc là anh cho ăn tới tuần tới ngày chủ nhật hay gì đó mình cắt cho nó ngày cũng được, nó có thời gian nữa anh em còn đi nhậu nhẹt giao lưu kinh nghiệm rồi chứ. Đúng rồi. Tối ngày ở nhà không là mình đâu có học hỏi gì được nhiều đâu. Không phải chứ đi làm chưa về cũng mới nhìn nó cái mới ngủ. Anh giờ nhìn nó vui vậy thôi chứ mình nên cắt cử cho nó mình thường 3 ngày mình cho ăn mình ngưng cử sáng cũng được. Ngưng sáng à? Dạ để cho nó tiêu hóa hết cái thức ăn ở trong 3 ngày phải không? Dạ lương nó sẽ khỏe hơn. Tại vì cái bản thân cái thức ăn viên này tới 24 tiếng thì nó mới tiêu hóa hết được cái thức ăn. Trong khi đó một ngày mình cho 2 cử coi như 12 tiếng mình đã cho ăn một cử rồi. Thì cái lượng thức ăn mình cho nó ăn vô tại vì con lương nó gục thẳng mà. Nó ăn vô thì thức ăn mới thì nó sẽ đẩy cái thức ăn cũ ra ngoài hết à. Nó chưa tiêu quá kịp mà nó thải ra ngoài. Và nó vừa dơ nước mà nó tốn cái thức ăn mình á. Làm tăng cái hệ số. Tăng hệ số gan hả? Dạ, tăng cái FCA của thức ăn lên. Mà anh cho ăn nhiều thì nó lại dơ nước nữa. Tại nó tiêu quá không hết á. Mình chưa kể những cái... 3 ngày cắt cử không? Dạ, 3 ngày thì mình cắt cử sáng đi. Cắt cử sáng. Của em hỏi thì tại vì mình che lưới lan nhiều khi thời tiết mưa bão thì em sẽ cắt cử theo tự nhiên, dù có mưa thì em sẽ ngưng theo cử đó. Còn anh ở trong nhà thì mình nên cắt theo cái định kỳ vậy đó cho nó khỏe. Bên kia đang lắp luôn anh ta. Dạ. Bên cái mưa của em á. Anh chuẩn bị lắp luôn hả? Lắp rồi. Lắp bánh. Lắp luôn rồi ha. Ừ. Mà nước thải rồi ra cũng ổn định phải không? Cũng ra đó, đường nó đường tống có hả? Dạ. Còn cái mưa mình mà, mưa nhà mình mà. Dạ. Vậy là buổi sáng này là tính trộn tất cả các thứ luôn là cộng là được 600 gram hả? Rồi buổi chiều ăn được nhiêu? Buổi chiều là 700 gram. Là khoảng cơ khí 3. Ừ. Giờ tăng rồi. Vậy hôm trước khoảng tháng trước em lên thì ăn ngày khoảng cơ 800 gram, giờ lên được khí 3 rồi. Giờ tháng sau lên khoảng 2 kg. Hiện tại ăn 100 một ly 100 ml. Hết bao này là anh chuyển qua ly 2 được rồi. Tới mẫu khoảng 50 con ký cho ăn ly 2 được rồi. Rồi, bị đẹp rồi. Bên này sai có 80 không? Bên đó như thấy nó trọng trọng hơn ha. Anh chia nó đều không phải là... Thôi em xúc đại đó. Đại luôn hả? Ừ. Người xúc kia làm sao? Xúc... Xúc đây 2-3 chỗ gom đây hả? Căng hả? Căng nó đều. Căng hả? Có căng nữa hả? Căng chứ. Được nhiêu ký rồi?
cái này là bữa hổm là được 13 kg, 13 kg mà mẫu 170. À, 170 là 10 kg nó 10 kg thì nó 1700. Còn 3 kg 7321, 501 nữa. Cái 2002. 2002 thì cũng điều rồi, tương nó điều rồi đó. Ê, thì đó, cái này 2002 này có 2003. Dạ. Thì cũng được. Rồi, nói chung là anh mới khởi nghiệp nuôi gì là cũng có lý rồi. Rồi cứ vậy cứ cố gắng phát huy ha. Người rồi. Nên cũng vừa đủ các bạn ơi. Vừa đủ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại với con các bạn ở video kế tiếp nha.